Là ngày mai ăn được. Nhưng mà để lấy vào đấy phải để túi riêng chị ạ. Để thì vì... chả xếp ra mà để đây làm gì. Cầm hoài em ơi, cầm xuống mà. Rất tốt thế nhưng bà ăn na không bà ơi, na chín này bà ơi, ngon lắm bà.
là ngày mai ăn được. Nhưng mà để lúc đấy phải để tủ riêng em chị ạ. Để thì chả xếp ra phải để đây làm gì? Đâu em vừa mới ấy xong em để. Thôi để. Được rồi, thế chị lấy cái này không ạ? Không. Vâng. Quay bọn em mà cùng ở vườn mà em vừa lấy xong. Quay thêm rồi. Đây chị ơi em là 452 nghìn. Chán nào. Anh lấy 2 cân ạ. Thì quay về lấy gần nhé. 1 cân 2. Mỗi lô mà. À? 2 cân 4 thì là đâu? 2 cân 4, 1 cân 2 chứ. 1 cân 2 đây là 48 đây là 96 nghìn ạ. Em xin ạ. Anh ơi em gửi lại anh. Em cảm ơn. Có chỗ để em cầm tay không? Để. Anh có cần lấy một cái túi nữa để đựng 2 cái không? Em gửi túi đi. Đây, để em lấy một cái túi này. Chị ơi, chị ăn na không chị ơi? Mai là ăn được rồi, có quạt. Anh ơi, ăn na không anh ơi? Anh ăn na không ạ? Anh ơi, anh ăn na không anh ơi? Chị lấy không? Lấy luôn nhá. Đây này. Nhặt mấy quả. Để em nhặt mấy quả kia trước cho chị. Đây là chị, đây là mở mắt rồi này. Mai là ăn được rồi. Đây cuống này chị này. Vâng. 2 quả này là ăn được luôn chị ạ. Về là mình ăn, về là ăn được luôn. Chị có được 100 con phèm, 100. Đấy, có được 100 này. Thế em một tí, 44 là giá lại chị. 56 nghìn. Không có 56 nghìn là thôi, giá trị 60 nghìn vậy. Đấy. Em cảm ơn chị ạ. Tại cái quả kia nó bị ấy. Thank you chị. Tí nữa anh có vào vườn na không, em chỉ anh vào luôn. Chốt ở trên đồng cạn đấy ạ. Gần nhà chú không? Gần nhà chị. Gần nhà cô không ạ? Gần nhà cô.
Đây anh ơi, một cân anh ạ. Các xe không gửi anh ạ. Anh đang hỏi là đây em kia à? Đâu, đâu. Đấy, đây đang quay phim em. Không, không phải, bọn đây cùng làm cùng bọn em ạ. Dạ vâng ạ. Còn có mấy quả thôi. Mấy con này. Đấy. Chụp video à? Ơ, là chụp cái dùng gỗ trong kia à? Thank you.
Ôi, Tú ơi, về ăn na. Ủa, chạy gì đấy thế? Đây vào đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Đấy. Chó. Ồ. Sao? Với con chó này là nó chạy đường luôn ấy. Nào, đến nha. Ngồi đây. Ngồi đây. Đây. Em lấy quả này. Ngon nhỉ, bún nhỉ. Ừ. Ăn đi, không sao, ăn. Đồ rồi. Ngọt không ngọt? Ngọt. Em cũng có ý định giống như Vũ. Ừ. Em đi chơi đây nha. Ok, đi thôi. Đi đi đi, để chị dọn nha. Đấy, đi đi đi, chị dọn nha. Đấy, rửa tay đi, rửa tay đi, ra kia rửa tay. Rửa tay. Ừ. Đấy, chị béo tên là Linh. Linh, không chơi với chị béo Linh nữa à? Không. Hả? Không, đọc với nhau tại vì em quần, em bảo là Sơn! Gái chơi với gái, trai chơi với trai thì thôi. À, chơi gái chơi với chơi gái, trai chơi với trai. Vâng. Gái chơi với gái, trai chơi với trai thì hợp hơn. Chứ trai chơi với gái là không hợp. Không hợp à? Tại sao không hợp? Tại vì giống cặp tình, cặp tình nhân. Ừ. Đây, chỗ con lợn béo ú ở đây. Trời ơi. Đây. Cái này chân mà nó đi xuống luôn. Chuột ba con. Cái chị. Em đếm đi. Biết đếm chưa? 6. 6 đúng rồi. 6 cho anh ạ. Không được thưởng quà thì người ta thưởng đó. Đi đi, xin cùng luôn ơi. Đi đâu? Đi lên đi chơi.